Thưa quý vị, tại Quảng Nam sau đợt mưa lũ bất thường vừa rồi, nếu như hàng ngàn hecta lúa còn khả năng cứu vãn khi mà thời tiết đã nắng ráo trở lại, thì hàng trăm hecta dưa hấu gần như là bị mất hoàn toàn, dù bà con nông dân đã xoay sở tìm đủ mọi cách để giải cứu dưa. Vụ này, ông Nguyễn Văn Lương trồng 8 sào dưa, thì cả 8 sào đều bị ngập nước dài ngày làm cho mất trắng. Khi mưa lớn bất thường, ông và nhiều người đã mang máy bơm ra hút nước chống ngập, rồi dùng bao ni lông để bọc từng nụ hoa đang chuẩn bị kết trái. Nhưng tất cả đều không có tác dụng trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Không được con nè. Bây giờ con quay đây này. Con quay đây coi như là hết đời rồi mà không có trái luôn. Bây giờ. Nhưng mà chờ chú đang định cứu các mô đâu? Cứu ra mà cứu không được. Người dân là 2 giờ sáng bắt đầu họ lấy cái bo họ đại cái nụ cá để họ giữ sáng ngày mai tụ phấn, nhưng bây giờ là không thể nào giữ được nữa. Tức là tất cả những gì cần làm là mình đã họ đã làm hết rồi, bàn mọi gió họ đã làm hết rồi. Khi mưa là giờ bỏ máy rồi, họ bơm suốt ngày suốt đây cũng còn không thể nào làm được, mưa lớn quá. Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ bất thường vừa rồi đã khiến gần 500 hecta dưa hấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại, trong đó riêng huyện Phú Ninh đã có hơn 250 hecta. Đặc biệt chỉ tại xã Tam Phước, người nông dân đã phải ngậm ngùi nhìn gần 100 hecta dưa bị mất trắng. Điều này cũng đồng nghĩa hàng chục tỷ đồng của nông dân đã bị thiệt hại gần như toàn bộ. Nên là không thể nào tôi cứu vãn được, nào thì cũng mang có cấp rồi xem thử hỗ trợ được một phần nào cho người dân để được. Ví dụ họ trang trả nợ cái tiền phân bón nguyên liệu đường công hỗ trợ cho họ ít, để động viên cho họ tái sản xuất là một sao, nhưng bây giờ không còn cách nào không. Bây giờ điều lo lắng nhất của chính quyền các địa phương là việc tổ chức lại sản xuất cho bà con nông dân, bởi tính ra thiệt hại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng là con số không hề nhỏ đối với mỗi hộ nông dân. Nên việc hỗ trợ giống cây trồng cũng như vật tư phân bón các loại cho người trồng dưa vào lúc này là vượt ra ngoài khả năng của chính quyền cấp xã, cấp huyện, nhất là trong tình hình giá cả vật tư nông nghiệp đang có xu hướng tăng cao trong thời gian gần đây.